Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cái đèn classic nha mọi người, của Nhật nha. Cái này thì nó bị mất tem rồi nên em không xác nhận được là đây là dòng đèn gì nha mọi người. Nhưng mà theo em được biết thì cây này thì được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Đó, đây, đèn thì ngoại hình còn khá là đẹp. Đó, mọi người có thể nhìn thấy nó mặt rất là đẹp luôn. Đó, lưng hông Rosewood nha mọi người. Nó bị lỗi một xíu ở góc chỗ này, mọi người có thể thấy không ạ? Đây, ngay chỗ này luôn nha mọi người. Đó, đây, em đã xử lý mịn đẹp rồi nha, rất là chắc chắn luôn. Mọi người có thể yên tâm sử dụng nha. Đó, nó chỉ bị lỗi đúng một xíu chỗ này thôi nha mọi người. Đó, còn ngoài ra đèn rất là đẹp. Bộ gỗ lưng hông nhìn rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, có chỉ lưng nha. Đó, cây này thì cần rất là thẳng luôn, gọi là thẳng tắp luôn đấy mọi người. Đó, đây, ngựa của nó rất là cao, còn rất là cao luôn. Mình sử dụng mình chơi lâu dài rất là ok nha mọi người. Hoặc là mình kiểu dạng như là thích sưu tầm thì sưu tầm về chơi cho nó vui nha mọi người. Đó, cái này thì em bán 2 triệu thôi mọi người, em tặng bao da nha. Em bảo hành trên 2 năm nha. Đó, em giao hàng trên toàn quốc. Đó, cho mọi người cùng xem. Mịn là đẹp luôn ạ. Đấy, bộ gỗ lưng rất là tuyệt vời luôn. Bộ khóa rất là cổ. Đó. Thường thì em thấy mấy cái đèn thập niên 60, đầu thập niên 70 thì người ta hay dùng mấy bộ khóa như này. Bộ khóa này khá là cổ nha mọi người. Đó. Vặn rất là êm tay luôn. Đó. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Mọi người một ngày mới thật là vui vẻ.